Hello anh em, chào mừng anh quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi 6 tựa game và 8 tựa game. Tên là Minecraft nhé nha. Đây là mình sẽ xây một thành phố trên trên không và có bể bơi nhé nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Đây là thành phố của mình. Bắt đây không, mấy con này. Con sứa này, con sứa biển này, quay. Thoát, đời ơi, mấy lời bị chói nó chết này. Mình sẽ cho nó là một bể nước đầy nhọn nha. Rồi, thằng nào tránh đây sẽ chết. Ôi, con bò rơi xuống rồi, các bạn ơi. Vẫn bơi lên à? Chắc là bị sao đây? Ôi. Đây là bể cá nhá, mình sẽ thả nhiều. Còn gì đây? Lên đây đi. Đây tòa nhà mình sẽ xem nào. À, có đây chưa? Zombie trong đây này. Thân thần nó cái nhập. Mình sẽ thả đội quân zombie ra nhá. Đâu, không vào đâu. Nhà nào. Rồi, nhau thôi. Chết. Zombie ra rồi bạn ơi. Ra ngoài bị cháy luôn. Mọi người. Nếu này ra ngoài sẽ bị cháy nữa nhá. Đây là ban ngày rồi. Mình cho vào ban đêm rồi. Ra ngoài thì các em. Rồi mình sẽ chuyển qua game Minecraft Ether bạn ơi. Let's build. Chúng ta collect. Mình có tiền mua đồ bạn. Nào, build. Rồi chúng ta được hai cái vật phẩm vàng. Một cục gỗ. Cây nấm, hoa, quả. Let now build something. Nằm trên. Okay.
không đồng bạn ạ. Tức là bật đèn các bạn. Yêu cầu camera bạn ơi. Rồi ok, mình sẽ ấy sau nhé nha. Rồi chuyển sang mic anh kèm bạn ạ. Fix ok. Quay xong số bạn. Được 10 vàng bạn ạ. Còn nước uống nha bạn nhá. Mình tiếp tục không. À đây này, cho uống cái này đi. Ôi, rất cảm mình. Trời ngay khác rồi. Bùa là đây là cục phân. Ok, xả nước. Rồi. Đến phòng ăn uống nha bạn. No rồi. Đây đây đây. Ôi, chúng ta thấy thức ăn rồi. Còn cá đi. Cá thì đủ. Còn pizza. Mình chăm sóc cái cục cứt này thật. Cứ vút vút ve như bình thường nhận nhá. Rồi, vút ve. Đeo đủ. Được rồi thôi. Rồi, ok. Hoàn thành nhiệm vụ nhận nhá. Mai thứ hai luôn. What the hell? Rồi. Bắt đầy luôn rồi bạn ơi. Chúng ta sẽ vuốt ve con này. Chưa lên 100% rồi. Ok, chúng ta sẽ đi xem con thú nhá. Rồi ok, chúng ta sẽ về nhà rồi, xong rồi. Chuyển sang thành tôm.
Ui, rơi xuống ngã luôn. Tao ăn tắm nhận. Cái này không có gì. Cái này không có gì đâu, cái này có chỉ xe tan mèo thôi, thành cho một được có 1 phút bạn ơi, cay nhỉ. Không có gì cả. Rồi mình sang mẹ ăn đi. Hot the hell x3. Ta sẽ cho nó ăn nữa nha. Ô, không ăn à? Không ăn thì phải đi tắm. Hàng ngày thì chăm sóc con này đâu. Ăn xong phải xé răng vào. Rồi. Ok, buồn thì phải vuốt ve. Là mình chậm thôi. Rồi chúng ta sẽ nhảy nhận nhá. Trang điểm ở đây này. Chỉ lông mày nữa nè. Son. Son này sao quá. Pha lòng đi. Rồi. Cái gì đây? Son này bị khóa hết rồi bạn ơi. Rồi. Xin luôn. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Nếu các bạn thấy hay thì like và subscribe cho mình nhá.